Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà siêu mẫu Minh Tú đã bị mắc kẹt tại Bali trong suốt 3 tháng vừa qua và trước sự quan tâm lo lắng từ phía người hâm mộ, mới đây thì Minh Tú đã có những chia sẻ nhằm cảm ơn tất cả mọi người, đồng thời thì cô cũng không quên cập nhật tình trạng hiện tại của bản thân. Thời gian gần đây, những tin tức về siêu mẫu Minh Tú bị lưu lạc tại Indonesia suốt 3 tháng trời bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang nhận được sự quan tâm và đồng cảm sâu sắc từ phía người hâm mộ. Khi bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn quan tâm cùng lời động viên từ phía khán giả tại quê nhà, Minh Tú cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nàng siêu mẫu không quên nói lời cảm ơn trên Instagram, đồng thời lên tiếng trấn an mọi người, khẳng định tình trạng hiện tại của bản thân đang rất tốt, tuy tiền bạc không dư giả nhiều nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo 100%. Cảm ơn những lời động viên của mọi người nhiều. Hiện tại sức khỏe của mình vẫn tốt. Mình đã đăng ký nguyện vọng về nước rồi và vẫn đang đợi thông tin của đại sứ quán. Thâm tiền thì có thật, nhưng mà sức khỏe vẫn ổn định sau 3 tháng là điều quan trọng nhất. Mình vẫn đang cố gắng suy nghĩ tích cực và lạc quan, đợi ngày được về Việt Nam. Được biết thì siêu mẫu Minh Tú bị mắc kẹt ở Bali từ tháng 3 năm 2020 khi có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng bạn bè tại quần đảo xinh đẹp của Indonesia. Lúc bấy giờ thì tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại quốc gia này cũng như trên toàn thế giới đang vô cùng phức tạp, nên hầu như mọi chuyến bay quốc tế và nội địa đều bị hủy. Minh Tú cùng hội bạn thân đã bất đắc dĩ ở lại Bali mà chưa thể xác định ngày trở về. Được biết tới thời điểm này, chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ một chuyến bay duy nhất đưa công dân từ Indonesia về nước. Tuy nhiên, chuyến bay này xuất phát từ Jakarta, trong khi nàng mẫu lại ở Bali nên cô không thể trở về Việt Nam như kế hoạch. Được biết thì trong thời gian ở Bali, Minh Tú đã cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt hợp lý, giữ gìn sức khỏe, thường xuyên cập nhật tình hình bản thân lên mạng xã hội để người nhà cũng như người hâm mộ an lòng. Nàng mẫu còn thuê xe máy tự đi chợ, nấu ăn, giặt đồ, mua quần áo giảm giá để tiết kiệm chi tiêu, vì số tiền tiết kiệm của cô nàng hiện tại cũng đang ở trong tình trạng báo động đỏ. Chúng mình là X News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé!